Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 23 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quán triệt phổ biến quy định của Đảng Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập. Sống mãi tinh thần đồng đội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên. Phát hiện gần 200 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên và luật di sản văn hóa sửa đổi. Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật tư pháp người chưa thành niên. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Về dự thảo này, các đại biểu tham gia một số nội dung như đề nghị làm rõ khái niệm di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền, nguy cơ mai một cần được quy định cụ thể hơn, chẳng hạn như số lượng nghệ nhân giảm mạnh, không gian văn hóa liên quan bị xâm phạm hoặc biến mất để tạo cơ sở vững chắc cho việc áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, cần quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc phối hợp với cộng đồng, chủ thể để lập hồ sơ khoa học. Ngoài ra, cần có cơ chế hợp tác với các tổ chức quốc tế để bảo vệ và phát huy các di sản đã được ghi danh. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sự chỉ đạo tại điểm cầu Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối tới hơn 200 điểm cầu trên toàn tỉnh với hơn 20.000 đại biểu tham dự. Hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các nội dung kế hoạch số 350 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Một số điểm đáng chú ý tại kế hoạch này là sẽ bố trí 100% bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy không là người địa phương, khuyến khích thực hiện ở cấp xã và các chức danh khác theo lộ trình thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định độ tuổi cán bộ trẻ là dưới 42 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện và dưới 40 tuổi với cấp xã. Trong nhiệm kỳ phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên, thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy các cấp và phấn đấu thực hiện trong Ban Thường vụ thường trực cấp ủy. Kế hoạch cũng xác định số lượng cấp ủy viên các cấp, trong đó có các địa phương sẽ tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính, hướng dẫn cụ thể quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Việc xác định số dư trong bầu cử và hồ sơ nhân sự. Tiếp đó, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt quy định số 183 của Bộ Chính trị về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt chỉ thị số 37 của Ban Bí thư về đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Kết luận số 86 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền và Hội đông y Việt Nam trong giai đoạn mới. Kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu gắn việc phổ biến những văn bản của Trung ương, của tỉnh vừa được nghiên cứu quán triệt với những nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị Trung ương 10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 10, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần khẩn trương rà soát những mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024, đặc biệt là trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để có giải pháp chỉ đạo hoàn thành sớm nhất, đạt chất lượng cao nhất. Tập trung xây dựng bảo đảm chất lượng văn kiện Đại hội Đảng các cấp,
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với nhân sự được quy hoạch tham gia cấp ủy các cấp. Ngoài ra, còn hơn 20 văn bản kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đòi hỏi tính chủ động, trách nhiệm, tự nghiên cứu và cụ thể hóa của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành địa phương, đơn vị để sớm hiện thực hóa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Chiều nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt phổ biến quy định của Đảng Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh tới 13 điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, 161 điểm cầu đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn và tương đương. Sự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt triển khai nội dung một số văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới. Các nội dung quán triệt tập trung vào hai vấn đề chính, gồm những vấn đề cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, một số chủ trương, quan điểm, quy định mới của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Nguyễn Viết Thạch, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục 1, Thanh tra Chính phủ, quán triệt triển khai một số văn bản quy định của Đảng và Nhà nước về công tác kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập. Nội dung quán triệt tập trung vào các vấn đề khái quát việc kê khai tài sản thu nhập, tổ chức việc kê khai tài sản thu nhập, công khai bản kê khai tài sản thu nhập, khái quát về xác minh tài sản thu nhập, quy trình xác minh tài sản thu nhập. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn nhấn mạnh, hội nghị tập huấn quán triệt phổ biến các quy định của Đảng Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập là những nội dung quan trọng, hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn đề nghị các đại biểu thực hiện tốt một số nội dung như tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai bằng các hình thức phù hợp những nội dung được quán triệt phổ biến tại hội nghị ngày hôm nay đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đơn vị trực thuộc, nhất là cấp xã phường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm ở mỗi cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập gắn với việc triển khai thực hiện các văn bản quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác kê khai kiểm soát tài sản thu nhập, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp cùng ban tổ chức cùng cấp rà soát, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, hướng dẫn việc kê khai, việc giao nhận bản kê khai được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, chính xác các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá các thế lực thù địch tác động địa bàn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu trọng điểm của tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của cán bộ đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân cung cấp thông tin phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực qua các kênh, nhất là qua đường dây nóng của ban chỉ đạo tỉnh để tiếp nhận xử lý kịp thời đúng quy định, phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí đấu tranh về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong toàn tỉnh. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong quá trình cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao chất lượng việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực để sớm đưa chỉ thị,
nghị quyết, kết luận và thực tiễn cuộc sống, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương để đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện, qua đó kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn sơ hở, bất cập, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hưng Yên khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thực hành tác chiến phòng thủ. Trong thời gian 3 ngày, cuộc diễn tập được vận hành theo cơ chế giải quyết các tình huống giả định, xử lý đúng khi có tình huống quốc phòng an ninh, đảm bảo nhanh chóng sát thực tế của địa phương. Nội dung thực binh, các lực lượng triển khai hiệp đồng, phối hợp xử trí các tình huống A2, giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự và thực binh tập kích địch tạm dừng, đánh địch tiến công vào địa bàn. Chiều nay, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tỉnh Hưng Yên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đến dâng hương dâng hoa tại nhà lưu niệm Bắc Hồ, đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu tham dự đại hội đã dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước những công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và canh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đoàn báo cáo những kết quả nổi bật của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hưng Yên đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2018-2024. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và canh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt di chúc của Người và nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, đoàn kết xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc, Hưng Yên có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trực tiếp chiến đấu giữ vững thành cổ Quảng Trị, hòa bình lập lại. Những chiến sĩ đó, dù ở vị trí nào vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, ra sức cống hiến sức lực trí tuệ, xây dựng quê hương, đất nước và có nhiều hoạt động nghĩa tình để tri ân đồng chí, đồng đội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, tháng 12 năm 1971, chàng thanh niên 17 tuổi Vũ Trọng Khiêm tình nguyện viết đơn tạm biệt người thân, gia đình, quê hương, lên đường đi chiến đấu tại các mặt trận phía Nam. Và chỉ 2 năm sau đó, gia đình đau xót nhận được giấy báo tử. 37 năm nằm lại chiến trường. Năm 2010, liệt sĩ đã được đồng đội, địa phương tiến hành nghi lễ đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Chiến sĩ của thành cổ Quảng Trị đưa về đây là được địa phương tiếp đón và làm công tác hậu cần rất long trọng. Mẹ già chúng tôi cũng phấn khởi và cũng trong khi nhận được hài cốt của con về thì cũng rất thương tiếc nhưng mà cũng nguôi đi rồi. Hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1972, khi đó liệt sĩ Lê Văn Kỳ mới 19 tuổi. Sau hơn 39 năm an nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Quảng Trị, đến năm 2011, hài cốt liệt sĩ được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên di cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu. Ngày đón hài cốt liệt sĩ trở về cũng là ngày gia đình, đồng đội vỡ òa trong hạnh phúc. Đảng ủy Ủy ban xã Tân Châu đã phối hợp với các đồng chí chiến sĩ của Thành cổ Quảng Trị đã tìm được hài cốt về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đồng chí chiến sĩ đã từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị để tiếp tục tìm kiếm các hài cốt còn lại đưa về nghĩa trang liệt sĩ để đảng bộ và nhân dân và những người thân tiếp tục hương nhang cho các anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972, Hưng Yên có gần 500 chiến sĩ hy sinh để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Sau nhiều nỗ lực,
Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên đã thông tin về 25 phần mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang phía Nam cho thân nhân các liệt sĩ biết. Tham gia cùng chính quyền địa phương và gia đình đưa 49 hải cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang tỉnh Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Chúng tôi xác định là chúng tôi đã hơn những đồng đội đã mất và còn sót về thì anh em chúng tôi cơ bản là tìm kiếm lại những đồng đội đã mất. Mà đến giờ phút hiện nay, năm nào chúng tôi vẫn cứ tổ chức đi vào Quảng Trị và thăm lại chiến trường xưa để tìm đồng đội. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về cuộc chiến khốc liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị vẫn in đậm trong tâm khảm những người chiến sĩ là người con quê hương Hưng Yên, đặc biệt là những trận đánh cam go 81 ngày đêm bên dòng sông Thạch Hãn. Anh dũng chiến đấu trong chiến tranh, giờ đây phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm xưa đã và đang ngày đêm nhiệt huyết với hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Ngày 22 tháng 10 năm 2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135 về khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản tự tiêu. Nghị định có 9 ưu đãi mới và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Nghị định quy định đối tượng áp dụng với nguồn năng lượng mặt trời là công trình xây dựng tại cơ quan công sở, khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, công nghệ cao, khu kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình. Nghị định quy định có 9 chính sách khuyến khích mới, trong đó có những điểm đáng chú ý đó là tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt trong các trường hợp sau. Với các đối tượng lắp đặt thiết bị điện mặt trời có công suất từ 1.000 kW trở lên và bán điện dư vào hệ thống điện quốc gia, thực hiện thủ tục về quy hoạch điện lực và đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Điện mặt trời mái nhà được rút gọn các thủ tục hành chính và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán cho tổ chức cá nhân phần sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phù Cử đã thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đến hết tháng 9 năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt hơn 400 tỷ đồng trên 5,9 nghìn khách hàng còn dư nợ. Thông qua nguồn vốn tín dụng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tạo điều kiện cho gần 2.000 lượt hộ vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã giúp trên 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm mới cho trên 300 lao động, cho vay hỗ trợ xây dựng cải tạo hơn 2,3 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Để tạo thêm nguồn lực vốn chính sách xã hội, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ủy thác cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hơn 5,5 tỷ đồng để triển khai cho vay kịp thời, giúp hơn 150 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh Hưng Yên phát hiện 197 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng 81 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Vi phạm chủ yếu là vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm hết hạn sử dụng. Cơ quan chức năng đã xử phạt trên 340 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 6 tấn sản phẩm động vật như thịt lợn, lòng lợn, bì lợn, da trâu, ôi thiêu, không rõ nguồn gốc. 21.000 chiếc bánh trung thu, hơn 7.000 lít rượu. Điển hình vào tháng 5 năm 2024, trên địa bàn hai xã Thuần Hưng và Chí Tân, huyện Khoái Châu, có khoảng 10 công dân có biểu hiện đau bụng, nôn ói và đi ngoài nhiều lần. Lực lượng công an tỉnh xác định nguyên nhân do ăn bánh mì tại một cơ sở bán hàng ăn sáng ở xã Thuần Hưng. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra các mẫu thực phẩm tại cửa hàng và xác định một loại nước sốt dùng cho bánh mì bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở ăn sáng trên 107 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.